Còn nhỏ thì chở gạch, chở cát, rồi đi đụng với trái. Bây giờ lớn tuổi rồi, giờ đâu đi nổi nữa. Trời đất ơi, tôi đứng ở trong lề mà nó chạy sống, chạy chết, chạy bán mạng, chạy không gầm mình. Sao? Mình đi trong lề này nè, sát rồi cái đường rộng về mà nó chạy. Đu. Mới sao không? Nó chạy rồi, nó giật đồ đó. Rồi lỡ xe đụng bả rồi nó chạy mất tiêu luôn. Mà ở đây đó giờ mấy chục năm rồi. Bả nói chuyện lúc này lúc nọ vậy đó. Chứ mình tắm rửa thì sao? Có đấy. Ai là người giúp bà tắm rửa? Đây, nhà này. Nhỏ đây nè. Nhỏ ra tắm đó. Kéo ông dòi ra tắm bà. Tắm ngoài đường luôn. À, tắm ngoài đường luôn. Ai đầu dòm bả và trả ai đầu dòm bả. Và đây thì niềm vui của bà là gì? Coi tivi nè, đó. Coi tivi vui không? Vui chứ. Mơ ước gì giờ? Có đâu mà ước. Tên là gì ta? À, chị Lý. Gia đình người thân bà đâu rồi? Đi trong lớp sớm nè. Tôi không biết là cô tên là gì và năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô tên Trang, 54 tuổi. Cô Trang ơi, cô là hàng xóm của bà đó. Cô là hàng xóm của bà. Bà ở đây đó giờ. Bà đi, người ta ở đây người ta cho bà ăn rồi đó. Chứ bà không có nhạc tuổi gì hết á. Cô cũng cho hay thôi rồi ăn cho bà. Hồi nãy cho ba ăn á, hai chữ. Ba ở vòng vòng đây nè. Đây là tuổi em mấy năm rồi. Ừ. Ba ở đây đó giờ, mấy chục năm rồi. Ba ở đây lâu chưa bà? Lâu rồi. Ba ở đây lâu rồi. Ba ở đây chơi nó vui, cho nó mát, nó sớm mà. Con cháu đây nè, trời mưa rồi vô trong đó ngồi. Mình đâu có đi xin đi sổ gì hết. Nào giờ cũng vậy. Còn nhỏ thì chở gạch, chở cát, rồi đi đụng với trái. Bây giờ lớn tuổi rồi, giờ đâu đi nổi nữa. Ăn uống thì đây con cháu nó nấu cho ăn. Bà nói chuyện lúc này lúc nọ vậy đó. Ở em dặn cái gì, ta thấy gì ta cho ở. Có bà con, nhà bà con đây nè. Ban ngày thì không sợ rồi, chứ ban đêm nó lạnh lẽo vậy đâu. Chân bà là bị đau không đi được? Đau, bị là nứt. Chân bà đi lại khó khăn như vậy thì nó có lên đau nhất như thế nào mà kể? Tối thì nó chỉ nhức thôi, chút thôi, rồi ban ngày nó không có gì hết. Uống thuốc rồi, sáng giờ uống thuốc rồi. Nè, thuốc còn có đống nè, đó tụi nó mua nó cho nè. Nè, tao mua chiếc xe lăn người ta cho nè, giờ chưa đi được. Tại vì tay chân nó còn yếu quá, đâu đi được. Vài ba bữa như nó bớt. Bà bị té, bị xe đụng với má. Xe đụng vậy luôn. Chứ lúc trước bà đi được. Nhà bà bé đi, bà bị té xe đó. Bà đi bán vé số, rồi bà lụm dây chai. Rồi người ta thấy người ta cho bà tiền. Rồi lỡ xe đụng bà rồi nó chạy mất tiêu luôn. Trời đất ơi, tôi đứng ở trong lề mà nó chạy sống, chạy chết, chạy bán mạng, chạy không gầm mình. Sao? Mình đi trong lề này nè, sát rồi cái đường rộng về mà nó chạy. Đu. Biết sao không? Nó chạy rồi, nó giật đồ rồi. Nó tông mình chứ mình đâu có tự, nó chạy luôn. Rồi uống nè, ở. Rồi rồi nó đứng rồi nó đành. Sao bà về được cái nhà? Rồi bà kêu bà trở về. Rồi mình không có đi khám bệnh viện luôn. Rồi. Mình cứ suy nghĩ là không có thì thôi, kệ không gì nữa. Thôi, chuyện gì? Rồi, chứ mình tắm rửa thì sao? Rồi, có, đấy. Ai là người giúp bà tắm rửa? Rồi, đây, nhà này. Rồi, nhà đó bà con cháu không à? Tắm rửa cho bà, nãy con cái nghe kể là tắm rửa. Tắm rồi, tắm đây nè. Nhỏ đây nè. Nhỏ ra tắm đó, kéo ông dòi ra tắm bà. Tắm ngoài đường luôn. À, tắm ngoài đường luôn. Ai đầu dòm bả và trả, ai đầu dòm bả. Con thấy tay chân bà bị gì hả? Không có sao hết, bình thường. Bị lăn nè, đó. Ui, tay bà bị chai hết rồi kìa đúng không? Buổi tối thì bà ngủ ở đâu? Tối ngủ đây mà để cho nó mát. Rồi trời mưa thì chạy vô. Rồi trời mấy nay cũng nóng nữa. Không thấy ông thấy trời luôn. Nóng không à? Lộn. Rồi nóng vậy thì bà sao? Bà quạt ở đâu ra không? Có cần quạt. Cầm ghế rồi. Đó, cầm ghế rồi. Rồi
À, quạt như vậy. À, có rượu lên được xíu nào không hay là vẫn nóng? Không, cứ vậy thôi. Vậy thôi. Sao bà thích ngủ ngoài này vậy? Mát. Trong này cũng đã, tao mới về chạy vô đó. Mà mình ở ngoài như thế này tối trộm cướp gì sao? Mày... Trộm cướp gì ai dám vô đây trộm cướp, công an nó đi là trần. Cô ơi, vì bà đã ở đây lâu năm như vậy rồi thì giống như là cũng là người thân của mình luôn rồi đúng không? Đúng rồi, bái dòng dòng đây không à? Bà mới bị tai nạn nè, xong rồi là hàng xóm thì kiểu những người xung quanh đây thì người ta sẽ làm gì giúp đỡ cho bà ấy? Mua thuốc cho bà uống. Và ở đây thì niềm vui của bà là gì? Bà xem tivi kia hả? À, coi tivi nè, đó. Ngồi coi tivi. Coi ké người ta hả? Coi ké. Đâu? À, coi tivi vui không? Vui chứ. Nhà này tối ngày cứ mở tivi lên coi, mấy đứa nhỏ nó coi đó. Đó, mình sống vậy thôi. Có gì đâu đó, ngồi đó coi tivi chơi vậy đó. Đó. Người ta kêu vô coi mà tôi cũng vô. Nói, bà với bà coi tivi đi, để buồn. Sao bà không vô? Ôi, được chứ. Là vì không muốn phiền hả? Không, không có phiền ai hết. Thế bà ở ngoài đường như này là bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, mấy năm rồi nói sao có vậy? Trời ơi, ở đây đâu mít lòng người tới ai đâu. Không mít lòng ai, ai làm thì làm. Mà ai mở tivi coi chơi vậy đó thôi. À, trời mơ trời chạy vô đó. Bà ơi, bà ở đây là được hàng xóm giúp đỡ đó. Giúp đỡ cho ăn này kia nọ. Tôi rồi tôi không đi xin thật. Nhỏ lớn rồi chưa biết xin hay gì hết. À, trời ơi, cảm ơn. Anh trời cũng cảm ơn. Đây là con cháu không, đây là con cháu thì đây cũng con cháu. Tức xuống rồi luôn. Mưa rồi nó đâu có bỏ mình đâu. Thế bà ở đây có bầu bạn với ai không? Có, vợ bà con cháu đây đầy hết trơn. Có hay ra nói chuyện với bà không? Có chứ. Bà có mong ước gì không? Mong ước gì giờ? Có đâu mà ước. Về nhà ở đâu lần? Nhà con xa lắm. Rồi đi xe hả? Đi bộ qua đó. Ít tàu đặt rồi.